Chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với channel của Phương Vũ. Hôm nay tiếp tục đi coi cái hành trình đi coi nhà ngày hôm nay. Phương sẽ giới thiệu quý vị một căn nhà tại thành phố Anaheim. Căn nhà được rao bán là 899.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng hơn 1.400 square feet, north side là Phương nghĩ chắc cũng khoảng 10.000 square feet đó quý vị. Wow. Cái đất rất là bự ha, đất nở hậu. Nhà nằm trong khu rừng sát rất là yên tĩnh, khu vực rất tốt của thành phố Anaheim. Nhà có cái hồ bơi nhưng mà mình Phương thấy rất là nhiều đất luôn. Rồi bây giờ Phương sẽ đi một vài khung cảnh như bên trong và đưa đến cái nhận xét của Phương về cái căn nhà này. Một căn nhà Phương thấy cũng bên trong thì nó hơi cũ nhưng bên ngoài mình thấy nó khá là dễ thương quý vị. Rồi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một vài giây. Ok quý vị, thì đây là phía trước căn nhà ha. Một căn nhà nhìn phía trước thì khá là dễ thương. Đây có một cái sân, một cái front yard cũng rất đẹp nè. Đây là cái khu đất sát của bạn, thì mình chạy vào cái driveway khá là rộng ha, mình đậu được cũng 4 chiếc xe ở đây đó, rồi chưa kể là 2 xe garage kế bên nữa, thành ra là rất là nhiều parking ha, chưa kể là street parking ở đây thì phải có permit mới đậu được nha quý vị đó. Nhưng mà mình thấy rằng mình không có lo lắng về vấn đề này ha, sân rất là rộng đó. Bên ngoài thì vẫn thấy là rất là ok, khu vực neighborhood rất là yên tĩnh, nằm ở đường căn nhà này nằm ở đường Bo với đường Euclid, trong một cái khu rất tốt quý vị, và nằm kế bên gần Disneyland nè, gần Hermosa Village nè, trong một khu vực rất tốt của thành phố Anaheim giáp với Garden Grove nha quý vị ha. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong thì cái bên trong thì nó hơi cũ quý vị. Nhà này thì có thể là người chủ giống như là những mấy người lớn tuổi đó, họ muốn bán đó, thành ra họ cũng không có sơn sửa gì nhiều ha. Cái nhà này là giống như original vậy đó ha. Đây là quý vị có thể là khu vực nhà bếp nè đó, và căn nhà này khá tối nha quý vị, tại vì họ đóng mấy cái màn lại, thành ra Phương cũng không có thời gian nào Phương mở mấy cái màn lên, thành ra nó hơi tối một tí. Nhưng mà nhìn chung thì bên trong khá là cũ kỹ rồi, mình vô mình cũng phải bỏ thêm khoảng, nhà này remodel là chắc cũng khoảng 100.000 đó. Tại vì phải thay nhà bếp nè, làm nhà bếp thì còn ok, nhưng mà mình thấy là mấy cái cửa sổ rồi carpet này nọ là phải thay nè đó, mấy cái tường cũng phải sơn lại, thành ra là cũng khá là nhiều tiền để mà mình có thể remodel lại ha. Đó để quý vị thấy là cái phòng khách ở đây ha, bên kia là kitchen đó. Cái diện tích nhà này nó cũng không có lớn lắm quý vị, nó tầm khoảng 1.400, hồi nãy mình Phương nói là 1.400, gần 1.500 square feet ha. Phía trên kia là living room ở bên trên này ha, dưới này có hai cái phòng living room đó. Khu này thì cũng Phương thấy nó cũng rất cũng to nè ha, cũng bự ha, rất là thoáng. Nhà này thì nếu mà mình remodel lại, mình lên làm mấy cái cửa sổ cho nó sáng sáng hơn một tí, bỏ mấy cái màn này đi nè, thành ra nó sẽ sáng sủa cái nhà hơn, nó thoáng hơn ha. Cái nhà này thì theo cái kiểu cũ thì thành ra nó hơi chật chội một tí ha, cái kiểu xưa đó quý vị. Ok rồi bây giờ mình đi tới những cái phòng ngủ còn lại nè. Nhà này thì 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ha. Phòng ngủ quý vị thấy, để ý là mấy cái nhà hồi xưa đó, mấy cái phòng mà secondary bedroom đó, họ không có cái đèn trần ha. Họ có mấy cái đèn, chứ mấy cái đèn mà đèn cây không à, đó mấy cái lamp nè, để như thế này thì nhìn nó rất là tối ha. Cái kiểu nhà Mỹ hồi xưa nó vậy quý vị. Bây giờ thì có nhiều nhà họ xây mới thì họ gắn mấy cái reset light lên, thành ra là nó sáng hơn ha. Cái nhà này vô là coi như là original đó, không có, chưa có remodel gì hết. Vô là mình phải bỏ ít nhất khoảng 100.000 đó, như hồi nãy Phương nói ha, thay thảm nè, sơn lại sơn lại cái tường nè đó, rồi thay nhà tắm, là remodel lên nhà tắm ha, rồi bỏ mấy cái màn đi ha, thành ra là nó sẽ ok hơn. Cái nhà này là mình thấy là giống như là chủ nhà lớn tuổi đó quý vị ha. Đó. Phương bỏ hết mấy cái màn nè, mấy cái ply đó Phương cũng làm lại, bỏ hết mấy cái màn. Nhà này họ đã có cái mấy cái ply folder rồi, và họ có mấy cái màn nữa, thành ra là nhìn nó không có nhiều ánh sáng đi vào đó. Ok thì cái com của khu vực này Phương nghĩ nó tầm hiện tại tầm khoảng 950 quý vị.
tại vì cái nhà này cái đất nó rất là bự, đất nở hậu nữa, thành ra phong thủy cũng khá là tốt. Cái đất, cái bề ngang nó được, cái bề ngang phía sau rất là rộng, có cái hồ bơi nữa đó. Thì bởi vì cái com của khu vực này là cũng tốt quý vị, thành ra là nó khoảng 950 ha. Nhưng mà đó là cái com mà giống như là nhà người ta đã sửa rồi, thành ra Phương nghĩ cái giá mà họ ra nó cũng khá cao rồi ha. Phương nghĩ chắc trả khoảng giá này hoặc là xuống một tí ha. Đối với Phương thì Phương không có, hiện tại nhà nó lên khá cao, thành ra là Phương không muốn trả nhiều ha. Đây là một cái giống như là một cái workshop đó, một cái workshop mà nó bên hông nhà đó quý vị. Thì cái nhà này nó có rất là nhiều potential là mình có thể convert garage hoặc làm ADU, và mình có luôn sẵn một cái sườn nhà, cái workshop như thế này, mình làm thêm một cái second ADU này nữa. Quý vị thấy nè, đó đây là cái sân sau này quý vị ha. Ha, quý vị thấy là cái nhà chính ở phía này, cái garage nó nằm bên phải ha. Thì đây là cái workshop nó nằm ở đây. Đó. Bây giờ cái này á, thì mình có thể convert ở rất là dễ dàng, là tại vì nó có cái khung sườn sẵn rồi, mình chạy đường ống rồi mình làm insulation thôi ha. Đó, mình làm thành một cái chua nhà ADU, ở một cái ADU riêng biệt luôn, là có thể mình extend nó ra thành hai unit, hai phòng ngủ một phòng tắm. Cái này là họ có một cái lối đi riêng phía sau nói chị quý vị, hồi nãy là cái cửa bên trong quý vị thấy nó là đó, mình có thể đi ra bằng cái lối đó ha. Đó, còn cái gara nằm bên phải, căn nhà mình làm thành một cái chua nhà ADU, thành ra cái nhà này Phương thấy nó rất là ok. Mình có thể giữ hồ bơi là cũng được ha, không cần phải lắp hồ bơi. Thành ra là Phương thấy đường dài thì cái potential nó có nhiều đó. Đó là tại sao mà cái, tại vì cái diện tích đất nó tới hơn 10.000, thành ra là cái nó có cái giá, cái com nó cao như vậy ha. Nhưng mà đối với Phương thì tại vì hiện tại cái lãi suất nó đang cao, nhà nó cũng giá cao nữa, thành ra là nếu mà thực sự đáng thì mình mua ngay cái giá list, còn không thì trả xuống một tí để mình lấy tiền để mình sửa chữa căn nhà của vậy ha. Máy ngói, máy máy nhà là Phương thấy là cũng cũng còn ok ha, không đến nỗi nào, có thể xài được vài năm nữa rồi mình thay cũng được đó. Rồi Phương xin tóm tắt lại là ưu điểm của căn nhà này là một căn nhà nằm trong khu vực rất tốt quý vị ha, đất rộng, đất nở hậu, có nhiều potential để mình xây ADU đó. Cái khu vực thì rất tốt nha quý vị ha, thuận tiện. Nhưng mà cái nhược điểm của căn nhà này vô mình cũng phải bỏ ra ít nhất cũng khoảng 100.000 để mình remodel lại nè. Đó, rồi giá cũng khá cao quý vị ha. Thành ra là nó cũng một cái sự cạnh tranh rất là nhiều đó. Rồi, bên ngoài bên sau mình thấy là rất là dễ thương ha quý vị ha. Rồi, xin hẹn gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo. Bye bye.